Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra và kiểm kê tài sản thu nhập cho trên 230 cán bộ công chức viên chức thuộc các sở ban ngành, đơn vị và địa phương trong tỉnh. Các học viên được lãnh đạo trường cán bộ thanh tra, thanh tra Chính phủ truyền đạt các nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Thanh tra năm 2022, Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 43 ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra. Nghị định số 130 ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị tổ chức. Cũng tại hội nghị, các giảng viên và học viên đã trao đổi đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm triển khai thực hiện nghiêm luật thanh tra năm 2020 cũng như công tác kê khai tài sản, thu nhập ở các cơ quan, đơn vị